không, đơn giản chỉ là mình thích thôi. Mình thích cái gì mình mặc cái đấy thôi, không nhất thiết là của một nhà thiết kế nào cả. Nhưng Ngộ không còn thấy một cái khác biệt nữa. Thiết kế khác lắm. Có cái gì ở đây nè? Có cái vết gì ở đây nè? Ui da, ta không sao. Thật ra đây chỉ là một cái ngẫu hứng của thầy và chị make up của thầy thôi. Thầy muốn có một cái điểm nhấn khi mà con xuất hiện tại Đức Anh. Và thầy mong là ai mà đã xem cái clip hài ngày hôm nay thì mọi người sẽ thích cái tattoo mà sư phụ vẽ lên thôi. Đại ca, tối qua nhà lén thấy tụi nó nói xấu sếp của mình đó. Thì ra tụi bay là fan của sếp hả? Là Sky đúng không? Tao là Tề Thiên Đại Thánh. 500 năm trước tao đã từng quậy tan nát cái Sky trên thiên đình rồi nè. Con khỉ kia, mày đã đụng tới sếp rồi còn dám đụng tới đám Sky của tao nữa. Cho nó thấy thế nào là sức mạnh của bầu trời đi. Tình đã mất giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu. Tình về nơi đâu cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời mà đêm che giấu từng khuất. Sư phụ, hóa ra sư phụ là người đã đeo vòng này để hại con. Chỉ vì con không nghe lời ta, ăn hiếp người dân vô tội nên Bồ Tát đã đưa cho ta chiếc vòng này. Dạ con biết rồi, con xin lỗi sư phụ, con xin lỗi. Hả? Nhắm mắt ơ thờ, anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn chân của em vậy? Mông lung như một trò đùa, anh xin giơ tay rút lui thôi. Trách ai bây giờ đây? Sư phụ đừng có hát nữa. Mọi người có nghe cái bài đó là còn nhức đầu lắm. Sư phụ, chúng ta không thuộc về nhau.